thật đáng tiếc. Nếu như mà em nó có một cái hiệu năng tốt hơn khoảng tầm 1 tiếng như đến 2 tiếng nữa thì có lẽ đây sẽ là mùi hương mà mình nói với các bạn rằng nó xứng đáng mua hơn Baccarat Rouge 540 rất rất nhiều, dù kể cả là bản XS hay là bản EDP cho đến thời điểm hiện tại. Vì thực sự thì giá thành của nó chỉ bằng một nửa mà mùi hương thì lại ok hơn rất rất nhiều. Và có lẽ nếu như để đặt tên cho chai nước hoa này thì mình sẽ đặt cho nó một cái tên, đó là sự tiếc nuối. Và đó chính là xanh julep của Imaginary Arthur. Và ngày hôm nay hãy cùng xem lý do vì sao mình lại nói về em nó như thế nhá. Trước tiên nói qua về nhà Imaginary Arthur, mình đã có một cái video làm review về chai Cape Hursted, một trong những mùi dâu cùng với gỗ thông khá là hay ho và thú vị, cách đây khoảng tầm 3 tháng, 2-3 tháng gì đó. Các bạn có thể xem lại bằng cái đường link nó sắp sửa hiện ở đây. Ở trong video đó thì mình cũng có chia sẻ về cái người sáng lập cũng như là cảm hứng trong các mùi hương cũng như là chính cái thương hiệu Imaginary Arthur truyền tải, thì các bạn có thể xem kỹ lại hơn ở đó. Còn về nhân vật chính ngày hôm nay thì là xanh julep. Đây, về thiết kế của em nó để cho các bạn có thể nhìn thấy. Thực ra nó còn một cái chiếc hộp giấy ở nữa, và cái hộp giấy đấy thì được làm theo hình của một cuốn sách, và chai nước hoa này được nằm gọn ở trong đó. Rất hay, phải nói là concept của Imaginary Arthur đỉnh cao, rất rất tuyệt. Thêm cái nữa là cái mình thích, đó chính là cái tên của chai nước hoa nó vẫn để ở cái phần viền này để cho các bạn có thể bày nó lên khoảng tầm vài mùi hương, nó như kiểu một cái giá sách vậy. Về cảm hứng của xanh julep thì cái tên này nghe có vẻ rất là Pháp, nhưng theo như chia sẻ của thương hiệu Imaginary Arthur thì đây là mùi hương được lấy cảm hứng từ một nhà thờ nhỏ có phần hơi cũ kỹ, siêu vẹo, và nó là một nhà thờ tọa lạc ở vùng Glassdale, Mississippi ở nước Mỹ. Và ở cái vùng này ấy, thì cái nhà thờ này nó không được sử dụng để làm những cái công việc đúng nghĩa của nhà thờ, như kiểu là thờ cúng những thứ thờ phượng, làm những nghi lễ tôn giáo, mà cái nhà thờ này thì nó thường được mọi người tìm đến, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, họ tìm đến một cái nơi giải trí, tìm lại là chính mình, cứu rỗi bản thân và để có thể giao lưu, chữa lành. Và đại khái nó sẽ là một cái nơi để chúng ta tìm tới ở trong những cái giai đoạn hoặc là một trong những cái lúc mà chúng ta buồn nhất. Thì theo như cái câu chuyện của Imaginary Arthur chia sẻ về xanh julep thì ở trong cái nhà thờ này nó có những chiếc đèn led neon các màu, sau đó thì có một cái máy phát nhạc và mọi người sẽ tới đây giao lưu, nói chuyện rồi nhảy nhót, nhảy múa ở trong này. Một cái không gian ở trong một cái nhà thờ rất là nhỏ xinh nhưng mà rất là vui nhộn, rất là tấp nập con người, luôn luôn có rất nhiều tiếng cười. Và như Imaginary chia sẻ một điều nữa, đó là nơi mà tiếng cười luôn luôn có ở trên môi. Và theo tương truyền thì kiến trúc nhà thờ này được vận chuyển đến đây hoàn toàn bằng tay. Nó được đưa lên vai của 20 người đàn ông và vận chuyển vào giữa cánh đồng bạc hà. Và tí nữa thì các bạn sẽ thấy bạc hà ở đây cũng có xuất hiện. Và thêm một cái điều khá hay ho mà mình có tìm hiểu về xanh julep thì cảm hứng của xanh julep cũng có liên quan đến một món đồ uống đặc trưng ở vùng miền Nam nước Mỹ, đó chính là món mint julep. Đây là một món đồ uống cocktail và nó sử dụng 4 thành phần nguyên liệu chính, đó chính là rượu bourbon, rồi cái thứ hai đó chính là đường, cái thứ ba đó chính là bạc hà, và cuối cùng nó là đá xay. Và có một cái rất 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 thú vị ở chai nước hoa này, nếu như các bạn xem bảng thành phần của nó trên Fagentica thì toàn bộ những nguyên liệu này nó cũng đều xuất hiện ở trong bảng thành phần công thức của xanh julep. Đây là một cái điều cực kỳ là hay ho. Đấy. Một cái mùi bạc hà, rượu, đường và đá thì nó sẽ như thế nào? Nghe giới thiệu đến đây thì chắc chắn là nhiều người sẽ rất hóng và tò mò và muốn thử nó, đúng không? Bây giờ thì sẽ đến cảm nhận của tôi về mùi hương này. Đầu tiên khi mùi hương này vừa mới xịt ra và chạm ở trên da mình. Đây mình sẽ xịt mùi hương này. Đây nói thật là tôi rất thích xịt mùi hương này trong cái vòng mà tôi đâu đó mấy tháng khi mà tôi nhận được cái vial này. Khi các bạn vừa mới xịt ra ấy, thì các bạn nhận thấy một cái cảm giác
hơi choáng choáng nếu như các bạn hít sâu. Nó giống như kiểu là các bạn vừa mới khởi đầu một buổi tối bằng một thứ rượu, một cái món đồ uống có cồn. Mặc dù có món đồ uống này nó không quá nặng, nhưng mà đây là kiểu khai vị, nên là cái cảm giác lần đầu khi trong ngày các bạn tiếp xúc với cồn này, nó vẫn có một cảm giác hơi dè chừng. Thì cái mùi hương này nó lên được đúng vai như thế. Và nếu như các bạn ngửi kỹ ở xanh julep thì các bạn sẽ còn nhận thấy cái nét bạc hà được dầm ra bằng tay xuất hiện ở trong này. Nó rất the, rất mát. Và hai cái nhóm hương này khi mà gỗ và bạc hà mix cùng với nhau, các bạn sẽ thấy rằng là nó có một cái sự kìm hãm để tránh cái việc đó chính là bạc hà lên quá mát như những sáng tạo là Dusty của nhà Lush hay là You Are Someone Like You của nhà Eldo, và nó cũng không bị quá là dày gỗ để khiến cho mùi hương có vẻ hơi nặng nề ở phần ban đầu. Và hai cái này nó cân bằng, nó kìm hãm nhau. Vì thế thì đối với mình đây là một cái mùi bạc hà cực kỳ là thú vị. Và sau khoảng tầm đâu đó 10 đến 15 phút thôi thì các bạn sẽ thấy một cái bay mùi ngọt hơi khét khét nhẹ xuất hiện. Lúc này thì nó làm mình nghĩ tới đó là những cái nồi mà các bạn kiểu mẹ các bạn đun đường để có thể làm kiểu thịt rang kiểu cháy cạnh ấy. Thì cái cảm giác khi các bạn đun những cái viên đường, nó bắt đầu có nhiệt độ, bắt đầu nó tan chảy ra, nó dính vào cạnh nồi và nhiệt độ cao nó làm nó hơi khét khét nhậy, và cái nét đường này nó sẽ dần dần xuất hiện. Và cái cảm giác này ấy, thì khi mà ở lần đầu tiên mình ngửi thì mình chưa hề nghĩ tới cái món cocktail hay là cái cảm giác đường đâu. Mà các bạn biết mình nghĩ tới gì không? Đó chính là cái việc mà khi mà mình đi uống những cái ly kiểu negroni đặc trưng, và đấy là món signature của mình. Thì khi mà mình vào quán rượu mình luôn luôn gọi món đó, thì họ luôn luôn có một cái lát cam và họ vắt ra. Họ sẽ sử dụng những quả cam và họ gọt vỏ xong họ vắt lên cái ly negroni. Thì lúc này nó làm mình, cái phần top nốt ngày đầu tiên là mình ngửi, nó làm mình nghĩ tới những cái quả cam. Nhưng mà cái bartender ở đây sẽ gọt cái vỏ hơi sâu, và cái phần vỏ nó sẽ có cái phần cùi đi kèm, và rồi người ta hơ một chút lửa lên, nhiệt độ nó làm cho cái vị ngọt kiểu của quả vỏ cam nó xuất hiện hơi khét khét, và cùng với cảm giác hơi đắng đắng kiểu bùi bùi đến từ cái phần mà cùi của quả cam nữa, rất hay. Nhưng mà sau này khi mà mình tìm hiểu kỹ hơn về cái câu chuyện của xanh julep thì mình thấy rằng là cái nét gỗ nó cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn như cái cảm giác mà lúc đầu mình chia sẻ với các bạn. Càng ở lâu ở trên da thì xanh julep cũng bắt đầu có sự biến chuyển rõ rệt, cái nét đường nó sẽ càng ngày càng rõ. Và thực sự thì ở đây nó có sử dụng một nguyên liệu đó là long diên hương nhân tạo, thì cái này nó sẽ làm cho các bạn có cảm giác giống với những chai nước hoa như kiểu là Intercus của nhà Mancera hay là Baccarat Rouge 540. Nhưng cái nét ngọt ở đây nó được bạc hà hãm lại, thế nên nó sẽ không quá khé, không quá khô như là 540, hay là nó không quá là nhẹ nhàng, đơn điệu như là ở chai Intercus của Mancera. Mà cái nét ngọt đây nó như kiểu là nhiệt độ cái nồi mà mẹ các bạn đang đun đường, nó càng ngày nó càng lên cao, và cái mùi đường càng ngày nó càng kiểu tỏa lấn át cái không gian mà nơi bạn ở vậy. Và khi mùi hương này dry down, kết thúc ở trên da ấy, thì nó cũng giống như cái cảm giác mẹ bạn ra tắt cái bếp đó, nhiệt độ không còn quá nóng để có thể đưa cái nét ngọt đường cháy theo cái làn gió bay lên nữa, mà dần dần nó sẽ nhẹ dần, và các bạn đã thấy lại bạc hà xuất hiện mát mát the the như kiểu là chúng ta đang đổ đá vào cái thứ đồ uống vừa rồi. Phải nói rằng là đây là một mùi hương cực kỳ hay ho và thú vị. Trời ơi, tôi nhớ không nhầm hình như có bạn Ngọc, bạn ấy cũng rất thích chai nước hoa này, và khi mà mình thử mình cũng kiểu wow, tuyệt vời vậy. Nhưng hiệu năng của nó thì khá là đáng buồn. Ở trên da mình, xanh julep chỉ tồn tại được khoảng đâu đó 4 đến 5 tiếng, và nó sẽ chỉ có thể ngửi thấy một cách rõ rệt nhất trong khoảng tầm 1 tiếng đầu quay đầu. Còn về sau thì các bạn phải đưa lên tay thì các bạn mới có thể ngửi thấy được. Thực ra cái này nếu như các bạn là một người đọc cái cảm hứng về chai nước hoa này, hoặc là các bạn không tua, xem ở phần đầu khi mình nói đó là cuộc sống của những người dân ở trong cái giai đoạn khó khăn của nước Mỹ, họ tìm đến những cái nơi để họ có thể giải trí một cách đơn giản nhất, họ nhảy múa, họ là chính họ, họ giao lưu, họ chữa lành ở trong một cái không gian rất nhỏ, đó là một cái nhà thờ bỏ hoang, có thể nói là bỏ hoang, thì các bạn mới hiểu được tại sao cái hiệu năng của mùi hương lại làm như vậy. Tại vì nếu như mà mùi hương này nó có một cái độ tỏa tốt hơn thì nó không phải là đúng với concept. Tại vì với cá nhân mình ý, thì cái việc mà
ở trong một cái không gian nhỏ, một cái thời kỳ khó khăn như vậy, thì không phải ai cũng có thể tìm ra được cho mình một cái niềm vui đơn giản như thế. Và nếu như không phải là một cái thời kỳ khó khăn thì cái việc mà nhảy múa, thì kể cả bây giờ các bạn nhìn ở Việt Nam mình rất là phát triển, thì cái việc mà các mọi người có thể ra một cái không gian công cộng, mọi người có thể nhảy múa với nhau, đó là chuyện quá bình thường. Nhưng mà ở trong một cái giai đoạn khó khăn, con người phải đối mặt với nhiều thứ hơn, thì họ cũng rất là biết cách để tận hưởng những cái khoảng thời gian nhất định để có thể làm giải tỏa tâm lý. Vì thế thì với mình đây là một cuộc vui, một mùi hương mang tới một cái cảm giác nó rất là đã, nó rất là đồng điệu và nó cần thiết để sốc lại tinh thần. Nhưng mùi hương này nó cũng sẽ giống cuộc vui đó, nó là không thể nào kéo dài được lâu, mà nó sẽ chỉ thu gọn trong một cái khoảng thời gian nhất định, vì bạn còn phải về để lo cho những công việc khác. Và mùi hương này đúng thế, và cái cuộc vui đấy nó cũng chỉ diễn ra ở trong nhà thờ đó thôi, nó không thể nào phát triển rộng rãi được. Và đôi khi nó phát triển rộng rãi nữa thì nó lại không phải là một cái thứ gì đó mà người ta muốn hướng tới ở trong những cái thời điểm tâm lý nó không được thoải mái. Mà tóm lại là với tôi thì Xanh Su Lách nó khá là khó nói về cảm hứng. Nhưng mà nếu như các bạn có thời gian đọc cảm hứng của em này thì các bạn sẽ hiểu lý do vì sao mà chai nước hoa này lại có cái hiệu năng như vậy, rất là dễ hiểu. Và thực sự thì với mình đây là mùi hương mình phải dành cho sự tiếc nuối. Tiếc nuối vì cái cảm giác đó là không thể kéo dài được cái trải nghiệm mùi hương này. Hay là cũng giống như những người dân đến vào cái thánh đường Xanh Su Lách để họ có thể trải nghiệm, họ không thể nào kéo dài được nó mãi mãi. Mà khi mà kéo dài mãi mãi thì chưa chắc nó đã là một cái cảm xúc đáng nhớ tới. Thì có lẽ xin phép được đặt tên nó là mùi hương của sự tiếc nuối. Và nếu như bạn hỏi mình thêm một câu nữa là em nghe đến đây em rất là thích mua rồi, thế thì nó sẽ phù hợp với cái độ tuổi, với cái không gian hay là cái thời tiết, ăn mặc như thế nào. Thì thực sự với mùi hương này mình nghĩ rằng là sẽ chỉ có những ngày mà các bạn đi hẹn hò trong một khoảng thời gian ngắn, các bạn muốn tăng cường cái chất lượng của buổi gặp, và cái mùi hương này thì nó cũng sẽ phù hợp với những bạn nam kiểu biết gọi là nâng cao cái chất lượng của những mối quan hệ, những buổi gặp gỡ của bạn bằng cái việc là các bạn sử dụng những cái mùi hương nó đúng với cái phong cách, với cái kiểu lối sống bản thân của các bạn, thì các bạn có thể mặc được nó. Tại vì tin chắc với các bạn một điều rằng ở ngoài kia không phải ai, có thể là số đông luôn, xuống tiền mua một chai nước hoa dù nó có ngon đến mấy mà nó chỉ được 3-4 tiếng đâu. Thế là mùi hương này tôi nghĩ rằng hợp cho các bạn nam hoặc nữ, ở tầm ngoài 25, mùi hương này thì không có giới tính nhá, ngoài 25 tuổi, có thể là hơi kín đáo về cách ăn mặc cổ điển một tí thì các bạn sẽ thích về em nó. Tại vì trong những cái họa tiết ở đây thì tôi cũng kiểu họa tiết theo kiểu Gothic cũng khá là đẹp đó. Nên là với mình thì đúng thật, mùi hương của Imaginary Arthur nó luôn luôn là những cuốn tiểu thuyết, những cái gì đó nó hơi trừu tượng và nghệ thuật. Nhưng mà đây là một cái mùi hương mà các bạn sẽ yêu ngay từ lần xịt ban đầu, không có giới hạn về giới tính và cũng chả yêu cầu quá nhiều. Chỉ đơn giản là bạn có chấp nhận được cuộc vui đó chỉ kéo dài 3-4 tiếng hay không, thế thôi. Còn mùi hương này mình đảm bảo rằng nếu như các bạn đi chơi với những người lần đầu gặp bạn thì nó sẽ giúp bạn đọng lại khá là nhiều những cái cảm xúc tốt đẹp ở phía người đối diện. Xanh Su Lách của Imaginary Arthur đẹp quá, tiếc thật. Và nếu như các bạn đã từng thử qua em nó thì rất là mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận ở bên dưới. Đừng quên việc like, share, ấn vào nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.